Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến kênh Thanh Nhã TV. Ngày hôm nay mấy anh em mình sẽ chơi một cuộc chiến nha mọi người. Cái lúc trước thì có cái clip chài cá bằng cái chài truyền thống này nè. Thì mọi người có nghe cái câu là khiêu chiến của anh Phương gọi là với mình không mọi người? Gọi là chài truyền thống và chài hiện đại, thử coi là cái chài nào sẽ chài được nhiều cá ngày hôm nay nha mọi người. Ngày hôm nay mấy anh em mình sẽ thực hiện cái clip đó. Lâu lắm rồi, cái clip đó nói lâu lắm rồi mà bây giờ mới thực hiện. Thì hai đội, đội bên đây là có mình, Danh và Sang sẽ chài truyền thống có dẹo nữa mọi người. Đội bên kia là anh Phương, Toàn và anh Ba sẽ chài hiện đại. Đó, thì ưu tiên bên chài truyền thống một người nha mọi người, để lặn. Tại vì chài truyền thống thì nó sẽ dễ dính những cái góc gạn hơn là chài bên đây. Chài bên đây thì sẽ có anh Phương quay và anh Ba và Toàn sẽ hai phiên nhau chài. Còn bên đây thì mình chỉ một mình chài thôi. Còn Danh với lại Sang thì với dẹo thì quay rồi. Danh với Sang thì sẽ hỗ trợ phần lặn với lại gỡ những cái cây có đồ ra mọi người. Mọi người cùng đón xem clip ngày hôm nay, xem coi hai đội chơi ngày hôm nay gọi là đội nào sẽ là đội chiến thắng mà chạy được nhiều cá nhất nha. Anh Phương nói đi. Mình làm thế nào để mình biết mình thắng hoặc mình thua? Thời gian hay là số ký hay là thắng thua nó nằm ở cuối clip mọi người. Qua một tiếng sẽ tập hợp lại đây. Đội nào có cá ăn thì đội đó thắng, còn đội nào thua thì nhìn miệng. Đó, nói chung là vậy thôi. Có ít cũng vẫn là hắn. Thì sao hắn nổi? Có ít vẫn là ăn. Ý đứa vẫn là ăn. Nói chuyện vậy. Máy quay. Bấm giờ. Bây giờ khoan, hãy bấm giờ, khi nào bắt đầu xuất phát hãy bấm giờ. Chỉ có một tiếng để mấy anh em chài cá thôi. Bây giờ ưu tiên cho cái đội đội này luôn. Cho chọn điểm đó, một là con đường này, hai là con đường quẹo vô trong. Chỉ có hai con đường. Anh theo quay. Quẹo trong. À anh với Cưng có bắt độ riêng không? 200 gram em. Cưng độ. Quay lên được. Sao? Trời này khó lắm. Vô trong con kia đi. Vô trong. Rồi. Vô trong. Rồi, đội bên Toàn hay chọn con đường ở bên trong cái ruộng đó. Rồi đội mình sẽ chạy dọc con đường này. Ok, mọi người cùng đón xem video này nha. Bắt đầu. Chăm sự nhà anh Ba nha. Rồi. Lắm. Xuất phát rồi kìa. Rồi bệnh đã xuất phát rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ không đi đâu xa. Dậm chân tại chỗ hả? Mình là dạng như chuyên nghiệp phải không? Mình làm tại chỗ, nó đâu có cần phải điểm bọng đâu. Truyền thống là má đỉnh. Xong là phải có cá rồi mọi người, cho nên là chỗ nào cũng được hết trơn á. Bây giờ là cái cách quan trại mình. Bây giờ sẽ xuống đây trước, đúng không? Xuống đây trước để làm cái trại đầu tiên nha mọi người. Cái ngay chỗ này nè, chỗ mấy anh em mà đứng luôn nè. Đi kiếm đồ bổi luôn không nha. Gì vậy? Có cá. Hả? Có cá. Có không? Nó mới chạy không? Chạy luôn. Anh xuống anh quậy vậy. Chài đầu tiên của Tem A. Chài đầu tiên của đội mình mọi người. Hy vọng chài đầu tiên Nhã sẽ mở màn với một cái chài thật là tuyệt vời. Sang dâu sang. Mày đổ bên kia hay gì? Hay gì? Mọi người chài vậy là chọn rồi đó. Chài đầu tiên rất là chọn trịa, rất là bự nha mọi người. Hy vọng đội mình sẽ có thành phẩm sau cái chài đầu tiên này nha mọi người. Đầu xuôi đuôi lọt ha. Đầu xuôi đuôi lọt lộn. Ừ, đầu xuôi đuôi lọt là đầu xuôi rồi cái chui ra cái ấy. Đi nha mày. Mày đỡ lại đi. Thì mình chài đủ 1 2 3 4 con bự chà bá rồi mình ngồi im cho mấy đội đó đi luôn á. Có cá không? Có cá không? Múa lân thì cần tiếng trống. Có cá. Đám cưới sẽ cần tiếng pháo. Ôi cá bự kìa. Còn đội mình là cần MC nha mọi người. Hôm nay thường đám cưới sẽ có sắp xếp. Còn mình là 7 MC mọi người. Bye bye, không có nói chuyện nữa. Cá kìa. Đầu tiên cho chàng bóng tay cho team của mình đi. Rồi, đi kiếm vèo thôi. Khỏi nói nhiều nha mọi người. Chài truyền thống mãi đỉnh. Cái chài đầu tiên lượm con câu phi. Lấy kèm. Yeah. Đó. Mẹ nha ơi. Lộm gạo. Rồi đây là thành quả của chài đầu tiên của mấy anh em mình nha mọi người. Chài đầu tiên được con cá gô phi bành kỳ. Cá gô phi rất là bành kỳ. Bây giờ này mình chấp đội bên kia luôn đi Danh ơi. Chấp đội bên kia luôn đi. Không, ai mình đi đưa cà phê đây. Không có cá nhỏ mình bên hả? Kia là mình có cá nó thiệt luôn á. Cá nhỏ mình hả? Không à, điểm trong kia là cái điểm chài kia tròn là có nha. Điểm trong kia là điểm cá gô phi dữ lắm luôn. Mấy cá nhỏ này hả đi. Chấp là vậy. Đây là chài đầu tiên của team tụi mình nha mọi người. Từ không gấp vậy chứ. Thả nhẹ thôi nha. Hôm bữa thầy chỉ làm sao. Chơi. Chài đầu tiên. Quá tròn. Ôi chết bạn cái đầm rây anh Phương ơi.
con cá nằm đây. Ủa chạy cái gì vậy trời? Kéo lên đi em, kéo lên đi chạy luôn, không phải chạy kia đâu. Kéo lên luôn hả? Ừ, kéo lên. Bên đó chạy lớn cho nên ưu tiên số lượng người không rồi, còn chạy này thì tương đối dễ được cái ít dính cá. Có gì không? Trời ơi, chạy đầu tiên. Tiếp đi, tiếp đi, hết chạy đi. Cùi cùi quạnh ba mệt ba. Tới bay ba luôn, bay ba. Xe tua, xe tua. Bây giờ mấy ba làm đi rồi để em chỉ đầu trên ba. Hai mọi người, mấy ba. Mình giờ mình thường thục lên cái chạy rồi. Chạy hết bao đẹp, bao đẹp không? Không, anh không cần đẹp đâu, anh cần dính cá. Bị đâu anh ba? Ôi, sao anh ba không qua bển luôn đi? Sao không kéo lên liền hả? Bị cái tao kéo lên liền mà. Rồi xong. Rồi xong. Chạy. Toàn ơi. Rồi. Em quay cho Toàn ơi. Anh phải ra tay mới được Toàn ơi. Ok. Ok mọi người, giờ team A của tụi mình di chuyển nha mọi người. Có cá rồi, di chuyển có khác rồi, có cá hơn nữa. Đúng. Vâng, tới chỗ này địa điểm thích hợp cho Hy một con cá goofy bự nữa. Quăng đi, quăng. Trời ơi, hụt con cá bự rồi. Không sao. Méo, tự nhiên cái chạy này nó méo. Không sao, không sao, không sao. Có cá, vẫn có cá. Tâm lý mình phải giữ, cái này nó dính. Biến là dùng đỡ, giữa dùng là dẫn biến. Không có cá là không có khịch ăn được. Ê, con cá này hả nó kìa. Con giò là bị đâm rồi. Lớn rồi đó. Chạy này dính được 3-4 con cá của phi vừa. Cái này mà chọn một cái dính dữ nữa. Đúng rồi. Ôi ba con hừ lừ luôn kìa. Xong rồi đổi bánh nó rồi. Cái nhỏ mình đổi bánh có cá đâu nữa. Cái sạc này vậy? Của phi hả? Phi con hả đi. Có cá đâu. Đó, quay con cá cái nè. Ba em view kìa nè. Chạy thứ hai là ba em. Ba em này cũng bằng một em này. Thì chạy đầu tiên với chạy thứ hai mình với anh ba cũng đã xong rồi mọi người. Giờ tới anh Phương ra tay. Lắm anh. Lắm. Không có nhiều. Lắm không anh? Lắm. Bây giờ chạy mé cho chắc ăn rồi. Ê cái này nó không có túi nha anh Phương. Ừ. Dính lục bình rồi kìa. Xuống xuống anh mẹ. Vậy cho mà không xuống ha. Dính không? Dính không? Trời ơi. Lục bình. Mình chạy chung ngay chỗ nguyên bầy cá luôn mọi người. Dính không anh? Không có dính con nào hết vậy. Cái sọ gì vậy? Cái sọ dịch quá. Dịch. Quá đợi heo. Ok vậy. Chạy thứ tư. Okay à, mọi người biết gì không mọi người biết tại sao mà cái chài của mình ấy không? Nó túm nó nhỏ không, mọi người. Rồi như vậy là xong luôn rồi đó. Vậy là không có cá luôn. Sau 4 cái chài thì mình đã biết ai thắng ai thua rồi. Cười bệnh luôn. Số sao? Anh em mình nhỏ mọi người. Nói chung là không sao. Mình sẽ không không bản nại. Ủa không bản nại. Ủa không gì? Không mình sẽ không buồn đâu. Không phải không nản. Không nản, không nản mọi người. Ắt làm nên. Đúng rồi, mình sẽ đi kiếm dài dài thêm mọi người. À, anh có cái mèo để thằng ăn bên đó rồi. Cái gì anh? Mình đổ vớn ra luôn. Vớn luôn. Mình là mình là công dân lương thiện, mình phải chơi family anh. Okay. Mình có cá thì mình ăn. Không có thì mình nhìn thôi. Để coi dính không? Mình xuống mình mò cũng được. Ngay chăng rồi đó, mà không biết dính không á. Dính không anh? Dính rồi, dính rồi. Chạy cái năm. Ê! Có cá anh em ơi, có cá hai con cá là mỗi người một con. Ba con. Ê, ba con mỗi người một con. Anh Phương ơi, lụm mà anh Phương ơi. Con. Ba con, ba con. Vậy là mình có tiếng nói rồi nha. Có tiếng nói trong xã hội đó. Cái chạy của mình dễ gỡ mọi người, cầm lên nè, vô đủ ra hết trơn, thấy không? Đúng rồi. Vậy là mình có cá là mình có tiếng nói mọi người một con nha, không có chia, không có điều nha. Anh mình kiếm mấy tên ngồi đi.
ngồi mình ăn đi. Có cá là lụm. Chạy thứ 6. Ồ chọn nhanh, cái đó chọn nhanh. Nhưng mà gì anh? Dữ hả? Anh ba vẫn bị xuống anh ba. Anh ba đi ra, anh ba chị em. Ôi ơi, ôi, lụm nhanh em. Anh ba xuống, anh ba xuống, xuống ba ba xuống ba. Xuống đi. Mọi người thì đừng có nói. Nè nè nè. Nè, đừng có nói gì nữa với anh em của tôi chứ nha. Anh em của tôi là số 1. Phải đỉnh. Phải đỉnh, anh em của tôi phải đỉnh mọi người. Cái này bung ra dưới ga thấy không? Thôi ừ, nhảy nhảy là đó, thấy không? Mình có cá mình không sợ đúng không? Cái gì cá lâu kiến không vậy? Thôi bỏ cao kiến thì bỏ kiến. Phải lấy mới được, phải lấy mới được. Lấy đúng rồi, lấy mới mình mới hơn á. Đã lấy số ký mà. Rồi hồi thả sao. Rồi em cho cá vô anh nè, để mọi người mình quay review con cá bự cho mọi người coi nha. Quay mấy anh em mình quà chén đó, cá đi. Đó nè, thấy không? Hello. Hello bạn Ngô Phi. Con nó nhỏ quá dục thiệt rồi. Đây là con cá lóc kiến. Còn cái đây là cái điện thoại biến sình. Thôi con cá này nhỏ quá. Bỏ đi anh ơi. Cá này nhỏ, nhỏ quá. Lấy cá bự thôi, mình cân ký lóc ký thôi. Đụm ở đây nha mọi người. Chạy thứ ba nha mọi người. Thứ ba của đội mình. Ê, không có la nha, la bên kia đó, đang kéo bên kia đó. Đúng rồi đó. Trời ơi, chợ đi, lên đây nổ chợ liền nha. Chép luôn kìa. Cái gì vậy? Chép. Cái vụ gì vậy? Lên lên cho anh nè. Đây đây đưa anh. Cái chép quá rộng. Giao đi lên, lâu lâu luôn á. Rồi lên dẫn quay anh một cái đi. Trời ơi, ấm luôn. Ấm anh em ơi. Rồi anh em ơi. Nè. Ôi. Đừng bỏ vô đây xem. Để tắm cái quả kìa. Cái gì? Đó cam đi. Thôi gai gai gai. Vô mày. Đây là cái số hình quả mà một cái chài của anh em mình chạy thứ mấy? Chữ ba. Chữ ba của anh em mình đúng không mọi người? Ê, có khi nào anh em mình giờ dậy xong rồi về đang nằm nghỉ luôn được không? Được. Ừ, chứ giờ nó dậy rồi, chạy xiết gì nữa. Đi chạy tiếp đi. Chạy nó chơi thôi, chứ giờ chạy thử coi là trong tiếng hồ mấy anh em mình thả con đó liền. Con này mình trả gì với ông Táo nha mọi người. Thả liền thì để chết. Rồi, để anh em mình cố gắng trong tiếng coi chạy được nhiêu con nha. Đẹp lắm rồi. Đẹp. Rồi. Không biết nó chìm chưa, kéo nó lội quá, không biết tiếng cá. Có, có. Có anh bà. Ôi, trời ơi, đừng có ý gì nha anh Phương. Ê, hai con anh. Hai con lận. Trời ơi, xì xì vậy. Cái gì vậy? Cô Phi. Cái này, cái chừng bàn tay à, đó, nhỏ quá. Mà đi ru à, anh dỡ cao lên đi. Vâng ơi, cái này cái chừng bàn tay à, nhỏ quá. Trời ơi. Bàn tay. Oh my god. Lụm thôi mọi người. Lắng nghe kìa mọi người. Cái tụng á nó lụm hết trơn. Đúng rồi. Cái này đổi nha. Đúng rồi, đúng rồi. Đổi đi cho anh. Đổi tay, đổi tay. Đúng rồi. Dưỡng lưới luôn rồi. Trời ơi, trời ơi. Ê, đâm dữ lắm nha. Cái gì vậy? Lên luôn, lên luôn. Gì anh Phương? Cũng ẻm nữa đó. Lực trời ơi. Lại là bốn ngón tay. Toàn là dính cá ba bốn ngón tay không. Nó giỡn không mọi người chứ. Gì là mừng húm rồi. Đúng rồi. Có cá là mừng mọi người. Mình tưởng lúc đầu là không có là ăn luôn. Chơi mà ăn uống như anh em mình về đủ. Chưa được nửa tiếng. Đúng rồi. Biết đội người ta làm sao rồi. Thôi mình cố gắng hết mình đi. Ok. Em. Tới
toàn nha mọi người. Ở đây là cá dữ lắm rồi, không biết tay toàn sao. Dứt. Ok, ok, kéo kéo dây lên cái. Rồi, xong. À, dính. Không sao. Em lượm xuống luôn rồi. Có dính đó nha toàn. Gỡ con dây ra trước nha. Còn kịp mọi người, còn kịp không sao. Nó bị dướng, không giống cái thùng kia dướng là nó dở lên trên. Ừ. Cá nó ra trên. Còn thùng này mình tháo con dây lượm lượm. Ủa càng xuống. Kéo luôn em. Kéo rồi lượm mà. Mình đâu có sợ cái nó ra nó dướng cái thùng dính trong dính trong toàn mừng á. Có dính gì á. Tội nghiệp em muốn đi thi mà. Ủng hộ tinh thần. Trời ơi, dính cây luôn. Kệ nó, dở lên coi. Dở lên. Dính nguyên cây luôn á. Không tắt mọi người ơi. Từ tự nhiên giờ tự nhiên cảm giác quăng chạy nhẹ heo à. Tại cá nhiều vậy. Lý thoải mái rồi. Cá này cái chài á mọi người, chài cái bờ bên đó đó. Nó sẽ ok hơn tại bờ bển nó lấy cá du phi du hồng nó tấp vô bờ nhiều mọi người. Trời ơi vậy anh em. Xuống đây dưới rồi. Cá cũng được nhiều á. Phải không mày? Kè thấy rồi đó. Rồi giỡn sống hết trơn rồi. Rồi trời bự kìa. Ờ không phải nó bự. Bắt đường sang. Xong rồi bữa nay xong đội bển. Xè cho anh xèo cá bự cho mọi người xem chưa. À con kêu mọi người. Cá bự kìa. Nhỏ đây nè. Bỏ cái này lên bỏ đất luôn. À. Con nãy chà bá rồi. Nè. Đó, từ từ luôn mọi người ơi. Giữ rồi. Rồi qua đây bắt nè, em phân qua đây cho. Nắm cái túi dưới. Ừ. Vô chưa? Vô rồi. Đó lư. Vô nguyên bầy luôn kìa. Bắt mấy cái con nó thả liền đi. Mấy cái này 4-5 con mà chắc thả mọi người. Mấy cái con cái này về chắc đậu kia khô. Láo gì trời. Trời ơi, kia khô tiền quá. Ê, quên nữa. Thả mấy con đó làm chi trời, hồi đội kia xinh sao? Mày láo tao nữa. Quá gì, đếm chi nữa, đếm quá gì nổi mình à. Đếm. Rồi tổng được 5 con bự luôn mọi người. Được 5 con bự. Đưa cái tay vô. Giờ này là đúng nước đó mọi người. Để vô cái nào cũng lấy nó nồi nóc. Nước vừa lớn á, cái con cá nó tụ nó vô mé. Giờ này nói gì cũng đúng nha, tại dính cá rồi. Giờ này chắc về tắt sạch rồi. Sẽ luôn. Nằm đợi luôn ha. Giờ tới anh ba nha mọi người. Ba muốn đâu anh ba làm. Kìa, cá hụt quá trời luôn á. Rồi dướng nữa kìa. Rồi. Ba nãy giờ mất nửa tiếng đồng hồ, của người ta một tiếng nữa này. Anh ba chạy cái này đủ giờ luôn nha mọi người. Mày đâu? Qua bển chi dữ vậy? Mày đi đâu mà nói vậy? Mày đâu mày đuổi cá đi gì anh ba? Nặng lắm anh ba ơi. Khỏi. Cho mình nha. 1, 2, 3. Cho mình nha. 1, 2, 3. Dùng một cái tùng đi vô. 1, 3 tới mình nha. Thì tưởng chuyên nghiệp luôn. Chắc toàn phải quay nữa rồi. Không có nha mọi người. Thời gian nãy giờ cho được nửa tiếng hồ nha mọi người. Đó. Giờ tay mình giờ là phải biết sao tay mình mất đi... thời gian nhiều ở cái công đoạn gỡ cá mọi người. Mất đúng thời rồi. Gian.
cái này gáy to chỉ có ăn trái cù phi gì thôi chứ gáy to ăn đúng gì. Rồi này có cù phi không à. Chắc ăn luôn rồi đó lụm mày cái gọng đâu đi để con gặp cái dục con cá luôn đi tiếp rồi mọi người. Thì một hồi mấy anh em mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem cái chạy tiếp theo nha. Chạy này dính nè đó. Đây là mọi người thì chắc mình thả mấy con cá lô kiến này quá mọi người, chưa nhỏ quá cũng không ăn được, thôi kệ đi. Nếu mà căng hiếu thì cũng kệ mọi người. Thua chịu không? Chứ để trong đây nó công chết. Thôi nó ngọc. Ok. Thả cho mọi người. Trời. Sao anh ba? Được ổn rồi đó. Ổn rồi phải không? Thế gì chứ thấy vân chúng chạy nào cho nên. Đâu à? Đâu không? Đúng rồi. Vừa thôi, đừng có xa quá. Cặp. Đứng đâu đứng. Ừ. Cái quăng nghĩa quăng đi, sao đi một hồi bao chi trời. Mà xích lại đằng kia càng đẹp nữa. Má không giỏi ra lẹ anh ba đứng ủa sao. Rồi rồi, bé Toàn rồi đó. Này chỉ có bé Toàn thôi. Anh ba ủa, anh ba báo không à. Ba nãy nãy dục ở đây dưới cây mà anh Thương. Thường anh chưa dục đây nữa vậy. Chỗ đằng kia kìa. Cái bự gì ta, sao nặng vậy. Sao? Làm anh. Giờ bé ba mệt rồi đổi qua bé Toàn nha mọi người. Được không? Méo hay vuông nha tròn. Tình hình là nãy giờ cũng y như cũ mọi người, không có gì thay đổi hết. Cửa chàng này cửa lần hai lần nữa, ba cho Toàn thay phiên luôn hoài. Ok. Từ từ. Dứt. Hy vọng được ở dưới là cá dính nè. Sao? Chài này dính không dính mình cũng không biết mọi người. Cá nó không ụt. Có nha. Có nha. Có nha. Có nha. Ủa sao? Đã mấy nó chui lên rồi. Chọn nó hả? Cạo dép. Chừng dễ dính đó nha. Đuối rồi, trời nắng rồi vậy thua luôn mọi người. Nhưng mà có. Hy vọng cho Toàn vui nha. Có, không ai tin chứ. Nó thường có rồi, người đó không ai tin. Ok. Giờ sẵn tiện dứt liền cái chài cho mọi người, rồi mấy anh em vô đây nghỉ mát xíu nha. Tại vì cá cũng nhiều rồi. Nãy tới đi về luôn, nấu luôn mà được rồi đó. Nóng quá trời rồi, ướt tụi mình rồi, giờ mới dành nắng bệnh. Nói chơi thôi chứ, nãy giờ cũng đuối rồi mọi người. Nhưng mà thấy mọi người cố gắng được nhiều hành phẩm cho được à, biết đâu đội bên kia nhiều hơn mình đó nha. Đó, đừng có mà đừng khinh địch nha, khi dễ đừng có khinh địch nha, bên kia khủng lắm á, trong kia là toàn là cô phi bàn tay không đó mọi người. Trời ơi, quất ngay cái khoai chín cùng bàn tay luôn rồi, hiu hiu. Có cá nha nhưng mà chắc cá nhỏ ít. Rồi. Vô mắt cỡ luôn rồi. Đúng hiểu ý mình nói luôn á. Con một à. Cũng giòn chứ có nhỏ đâu nha. Con này cũng thầy rồi chứ nói gì nữa hả. Biết rồi mọi người, con này là xịn rồi. Lên Toàn chờ điểm này nha mọi người. Chạy gì vậy? Chạy gì vậy? Chạy cá mà. Nó mới nãy giờ phải cho con một dính một con chứ. Đúng rồi bà. Dính rồi đó. Nè nè nè. Đó 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 đó. 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 Có đâu. Chị anh ba. À biết. Rồi gặp mé thôi. Cái gì gặp mé em có chụp ra đâu. Làm chích ra uống nước trà, trà lá tre á. Ê, nó đổ cái ào xuống cái ướt cái chân luôn. Nước trà lá tre ngon. Trà lá tre. Còn kiểu này nha, cặp mé thôi.
gần thôi. Nhẹ thôi đúng không? Ừ. Ừ, vậy đó. Cái anh thử có gì không? Cái này có kìa, có kìa. Ông ơi, trên xe có gì phá á? Gì vậy? Để má chạy về bển đi. Trời. Má mà chạy không có gì hết trơn. Không lẽ không có anh ba? À, đây, cái này được rồi. Bỏ miệng. Cũng gớm luôn mà. Cũng lên đây rồi, lại nhắc. Tưởng tượng ớt. Ổ niệm luôn cái lại nhắc. Lại cha mày chứ. Được rồi mọi người, anh em sao vậy? Giờ anh em mình chạy được 45 phút rồi nha. Còn 15 phút nữa anh em mình sẽ tập trung lại cái chỗ nãy. 15 phút nữa biết kết quả nha anh em. Đúng rồi. Sổ số nha. 15 phút nữa là đang sổ số. Đừng khi dễ đối thủ nha anh em. Ờ, anh nhận thấy hai nhà anh chạy mới quăng được có 5 6 chài à. Ừ, đúng rồi đó. Mà cá cũng dính nhiều nữa. Tại vì đã tao nói rồi, thời gian mình gỡ cá nó lâu. Không có đó nó thiệt chứ ngoài đây thì nó láo. Tại vì mà cá gỡ nhiều. Cá nhiều cho nên nó lâu. Qua đó đi hiểu bậy vậy thấy không rồi. Hiểu bậy chứ đâu. Đúng mình mới chịu à, hỏng lương lên nè. À. Lương đồng viên kheo. Đây nè, đắng nè. Giờ em lấy cái ca nha. Ok, không làm nữa. Nhau em chạy cũng tròn mà. Chứ đâu có méo đâu. Để sao nó không vô em. Còn, dông nặng. Ôi, gặp đó hủ nha mọi người. Gặp đó hủ trên đường đi ra mọi người. Trời ơi. Tôi cũng tròn nha. Nhiều. Gặp cái gọng mình nó hủ ai về. Chưa gặp. Tôi cũng tròn nha. Chưa gặp. Trời. Đây ta có bắt tiễn cá lớn mà. Cái nhỏ thì bỏ. Trời ơi, vậy thôi. Rồi để xe. Tức là mình cho coi trước mặt luôn nè. Nó dưới là bụi cây luôn. Đó. Ta mới chạy đây dính cái chồng con đây nè. Cây cá hả? Thở quá. Chết rồi, cái nhỏ không à. Hồi nãy mình chạy cái cá mình dục lên xuôi. Trời ơi, ổ gì vậy? Ở đây. Thôi. Nãy giờ chạy mới chạy anh ba. Ở đây chạy mới có 3 phút chạy à. Đúng rồi. Tại vô chọi uống trà đi. Đây 4 chạy. Đây 4 chạy. Bao nhiêu anh chạy không? Có luôn à? Có luôn. Thôi giờ nói chung là muốn biết ai cao ai hấp thì đi đằng cái chỗ tập trung rồi mấy anh em mình sẽ phân cá. Rồi vừa chạy lại chứ tập trung là hết giờ luôn đó anh em ơi. Rồi. Đây là số hình quả của hai đội mọi người, đây là thôi là bọn đội trước đi điểm cho mấy con. Hey, thôi bảy con trước đây, đây bảy con. Xích xích qua để lộn lại. Lẫn lộn là bảy con đâu? 6 con à. Bảy con rồi bị không mấy rồi. Đây. Hết còn gian nữa. Con chục con luôn đó. Con kia bự nhất luôn. Nha, con lựa mấy nhỏ nhỏ đưa cho tao bển bớt nha. Mấy trời nhỏ này không ăn mấy trời con. Bà đen vừa đủ rồi. Lấy làm chi rồi người ta nói kìa. Gì? Nhỏ không ăn hả? Nhìn cùn cá này không có lại. Trả nè. Ôi, chứ... chả nhỏ đi. Thua luôn. Đổ ra nè. Đổ ra điếm đi. Chỉnh cá bển không có cái lai nào dưới con cá bên này chứ. Trời ơi. Rồi xong anh em lấy vài con ăn thôi, còn nhiêu thả ra đi. Tôi sắp hàng hiệu ra trước đi. Hàng hiệu nè. Đó, những con hàng hiệu đó mọi người. Em nói anh hồi nãy không dưới cái cây là dính cái phi bự. Trời ơi, nãy con cái vồ nó vô cái vớn luôn thiệt mà nó đâm em cái nó chạy ra ngoài. Trời cái vồ luôn hả? Bển chơi ghê vậy. Anh kêu bên đó mình yên tâm đi, đổ không được, đổ vớn luôn. Nó hò không được, được chơi fan lay đi anh. Chơi đổ vớn luôn hả? Trời chắc mình thả mấy con đó quá. Sắp đi. Mấy con bự mình lấy nha mọi người, còn mấy con nhỏ bên anh đang hướng hôm em chia miếng rau găm nè. Cái đó không có trong thể lệ. Đây là chia rau găm cho mấy anh em ăn nha. Của cô Năm anh đợt đây nè, hôm qua ông mới xịt phía sau chứ đâu. Ở đây mọi người đó, đây là cái số cá của mình. Không, thì ship luôn ha. Ok, phần đó anh lo được hết trơn. Thì nói chung là giỡn vui thôi mọi người, chứ thực chất ra thì cái chài hiện đại á nó không có bằng chài truyền thống. Một cái á, là khi mà dính con cá vô rồi á, mà con cá bự quá mọi người kéo lên không kịp á, nó sẽ bị tuôn ra được. Còn cái chài truyền thống thì cái chài vừa chài xuống rồi con cá nó tuôn ra, nó sẽ tuôn vô túi. Còn cái chài hiện đại là vừa dục xuống là phải kéo lên liền. Chứ không thôi nó tuôn ra ngoài. Như lại biết không, chài truyền thống mọi người cái loại tầm bự vậy nè đúng không? Đúng rồi. Chài của tôi có như đây. Em biết xuống sông là có như đây. Em biết cái ưu điểm của chài truyền thống với chài hiện đại khác nhau chỗ nào không? Chỗ nào anh? Không có, anh hỏi em, anh không biết, anh hỏi. Rồi bây giờ mấy anh em mình sẽ đem cái số cá này về mỗi đội nha. Đội mình thì ăn cá này, mấy cá nhỏ mình hả? Đội bên đó thì ăn gì đó mình không biết nha mọi người. Mình ăn ba con thôi. Rồi bây giờ về trời. Đây. Đúng tiếng rồi đó mọi người.
lố luôn rồi, lố chinh phúc đi cửa cá mọi người. Rồi giờ mấy anh em mình sẽ đi về chơi. Thì bên mình đã mặn cá xong này kia cho mọi người, giờ mình sẽ nướng mọi người chút ăn với chấm muối ớt mình ăn hết hàng. Em nướng nha. Đây mình 6 em, mỗi người 2 em lụm. Cái đội bạn nướng của mình cũng nôn nao quá mọi người, ra anh làm luôn. Anh em mình được cái nướng sa tế nha. Cái màu có mè, màu mè xíu hả? Hai con chứ bằng ba con của người ta. Nó hoài cả buồn. Nói chơi chứ mấy con nhỏ thì mấy anh em mình không có ăn mọi người. Còn chỉ có mặn ở đây mấy con lớn ăn thôi. Mặn nhiều quá thì ăn không có hết. Cho nên là vừa đủ thôi nha mọi người. Nướng cái này là nướng sa tế nha, úp sa tế nướng nha. Nướng ngò vi sống, lên cái là chín đều hai bên. Bây giờ cá chín này nha mọi người, mình sẽ gắp cái dĩa nha. Đây. Anh ba không lấy dĩa hả anh ba? Còn mọng nước. Úp sa tế ăn nha mọi người. Nướng cái kiểu này thì con cá nó sẽ còn mọng nước luôn. Vậy chứ anh ba không vô gắp hả? Nướng kiểu kia mình cũng còn cây nước nè. Mọng nước kể cả mọng máu luôn nha mọi người. Vậy có không mày? Mới chơi thôi. Không được đâu, không có đâu. Cái này chín lắm mọi người. Mình cũng không nếm luôn. Luôn. Không sực cái lắm mày. Anh Phương. Không hấp dẫn gì chứ anh Phương. Dẫn gì mấy con là hấp dẫn. Ủa tại nơi nó bên đây mà, với ai nó bên kia không hấp dẫn đâu à. Đúng không? Chơi quạo nó bên đây mà. Rồi bên đó gấp đi, bên đây mình gấp cái đi. Còn đổ đâu. Không, đi biết từng người đi, anh quay cận cảnh mà. Mọi người dùng với mình cá nướng mọi anh. Cá rô phi nướng mọi nha. Ừ, đây mọi người nha. Muối ngọt. Ừ. Xin miếng dầu găm bên đội bạn luôn. Nó chấm nãy bé ba làm ok quá. Ngon không anh? Ừ. Mày ngon gì? Ở anh nãy ăn nước chấm ngon không chứ tao nói tao làm mà nào. Ở ngon không? Chưa nó hết rồi. Mọi người. Ở lại đây. Để liền. Mày tao cáo mọi người nha. Ừ. Ngon, không biết bên bạn không? Không. Ở miếng găm bữa nay có nghe mùi khói không? Không nè. Tú rồi. Nó này phải nghe mùi khói à? Tại vì tại đâu có than đâu. Mà nó ngọt nha mọi người. Ừ. Ngọt. Cá rô phi nướng mọi rất là ngon. Ừ. Ngọt. Rồi mời dẹo qua bên đây quay cận cảnh cho con cá này nè. Đây con cá rô phi nè mọi người. Nó nướng theo kiểu nướng sa tế cho nên là nó có cái vị đỏ đỏ nhẹ ha. Mình gấp xíu thịt này của nó nè. Ngon thiệt á. À. Ừ. Rồi, chấm nha. Chấm đi. Đấy, cảm ơn mọi người nha. Ừ. Vô gắm vô. Ừ. Thịt béo. À, nguyên lớp thịt này mới đã mọi người. Béo ngấy luôn á. Mời mọi người nha. Ừ. Mời mọi người luôn nha. Ừ. Quá tê mọi người. Này nướng ngọt vừa chín tới cũng ngọt. Thịt rất là ngọt mọi người. Rất là dai. Mà nó rất mà hôi mùi khói nha. Hơi chút xíu à. Hơi khói bẻ luôn. Khói tàu dừa mà. Ừ. Ngon ăn bẻ mà trời nắng quá hơi héo mọi người. Cũng ngon, ok. Trời giờ mình còn héo nó gom á. Nó chín luôn. Đã định bẻ bắp chuối rồi. Mấy bắp chuối mà trong ruộng ta ăn rất là nhức mình. Đúng rồi, nhức đầu rồi. Nhức mình. Quá đạt rồi. Để tầm dông quất vô mình nó nhức. Chị các loại bệnh. Bệnh trầm cấp. Bệnh đi bẻ bậy. Gì lên mà. Gì. Ừ. Cúp đầu mọi người là chính là bên mình là không có cá ăn rồi. Nhờ anh Phương ra tay. À anh Phương xuống chỗ vấn hả? Rồi có. Trời. Còn mình quăng 10 cái chài. Chẳng tròn mọi người nhưng mà không dính một con. Ngọt quá. Anh Phương sát cá phải không? Ừ. Không hết. Chính xác không phải là anh sát cá. Mà là anh sát bên. Anh chạy mé. Tại chạy mé. Còn hai đứa này nó quăng qua cái bờ đê bên kia. Kìa vậy? Quá lớn. Qua bờ sông luôn hết thầy. Tại vì á, con cá rô phi này á, nước lớn lại vô mé à. Đúng. Nước lớn lại vô mé à. Vô mé mà đi bầy nữa. Đúng rồi, nó đi theo bầy đi vô mé luôn á. Mà hôm bữa anh chị nào nói cái này chạy ở trong ao rồi đúng rồi, ao tôm luôn. Đúng rồi, chạy để chạy. Mình kiểm tra tôm bọng luôn á. Chứ còn cái này mà thi với chạy truyền thống là thua chắc 100%. Chứ là biết chỗ, anh ưu tiên cho anh là cái chỗ cá nhiều đó phải không? Nó dễ hơn chạy ngoài sông á. Đạt, quá ngon. Cái trước sau mình đổi lại đi. Đổi chạy hả? Ừ. Ừ. Cũng được á, cũng hợp lý á. Có
đó, tại bên mình cũng muốn trải nghiệm cái chài đó thử coi ra ngoài sông trời dính cá nhiều thiệt hay không, bối cảnh đó nhưng mà đổi chài hay gì. Đúng rồi, đúng rồi, mốt mình sẽ có một clip đổi chài, mọi người đồng ý thì comment cho anh em mình biết để anh em mình làm nha. Nói chung cái clip thì sớm giờ cũng rất là dài rồi mọi người, thì mọi người xem clip và nhận xét xem rồi cái chài nào gọi là thành công, tại vì cái chài truyền thống mình quá quen thuộc rồi, mà hôm nay mình gọi là quen chài á mọi người. Chài thì nó cũng được nhiều cái, nó không có bị méo cho nên là may mắn là được rất là nhiều cá, với lại con nước nó vừa đúng, lớn luôn, đúng con nước đúng vừa lớn luôn, nước nó vừa lớn, anh em mình quay lại nãy đi hết vòng quay lên nước nó lớn luôn rồi đó, mà nước lớn lên là chài không dính, con nước cạn hồi nãy nó vừa nhóm lớn con cá sẽ vô mé nó ăn cho nên là dính đó mọi người, cũng may mắn một phần nữa. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem hết video mấy anh em mình nha mọi người. Nếu mọi người thấy video hay thì bấm like đăng ký kênh để ủng hộ cho mấy anh em mình biết làm được nhiều video hay hơn nữa. Còn bây giờ thì chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye.